Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành về giá, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các hoạt động thương mại phục vụ lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Long Điền tiếp tục kiểm tra hai cơ sở gồm quán KKF và cửa hàng Vinmart ở thị trấn Long Hải. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Long Điền ghi nhận khu vực chế biến của quán KKF thông thoáng, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, trang thiết bị dụng cụ chế biến nước uống, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, cơ sở chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không cung cấp được hợp đồng hóa đơn mua bán một số thực phẩm. Cơ sở có niêm yết giá bán các loại thức uống, bánh ngọt nhưng không đúng quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ quán K-Cup tiêu hủy tại chỗ các loại bánh ngọt, trà ô long, trà lại không rõ nguồn gốc và nhanh chóng bổ sung các loại giấy tờ cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tại cửa hàng Vinmart, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Long Điền ghi nhận quản lý cửa hàng cung cấp được đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và các mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng. Từ nay cho đến khi kết thúc lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2023, đoàn liên ngành huyện Long Điền tiếp tục kiểm tra giá, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bãi giữ xe, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thị trấn Long Hải nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của du khách khi đến tham quan lễ hội Dinh Cô.